Phong ơi, Phong bớt để mấy cái avatar kỳ quặc được không? Phong có để cái avatar vậy ạ? Con ơi, cô không nghe được, hình như loa có vấn đề rồi. Cả lớp đã có bài tập à nhầm đã có điểm thi học kỳ hết chưa? Xong rồi đúng không? Rồi, rồi, rồi. Được nhiêu? À, con thua bạn Lân 1,5. Bạn Phong thì bằng con. Thua luôn hẳn 1,5 điểm. Wow, thế luôn được Vâng. mấy? Nó 9,75 9,75 luôn. Ghê vậy. sao con Dân chơi. Ok. Thế là cả Phong và cả Trường là đều được khoảng đạt được 8,25 ạ. Nhưng mà đề bao nhiêu câu hả con? vâng. Đề bao nhiêu câu? 40. 40. 40 câu à? À. Thì nó có giống đề cô cho không? Có giống các cái đề cô hay cho Nó dễ à, dễ hơn. Ok. J, J, J đây là bạn nào đây nhỉ? Tùng à? con À, Trang à? Ok. Rồi, hiện lớp mình có 5 bạn rồi. Khánh Linh, Diệu Linh, Trang, Trường, Luân, à, Trường với Phong. Còn bạn Luân, còn bạn Tùng. Ngày hôm nay bạn Nam xin nghỉ nó việc. Ok. Luân. Nó đang nhắn tin này. Chắc là xin cô có việc bạn à. Để bạn Luân một chút. Máy con đang sập nguồn, đợi con tí. Dùng máy gì mà lại sập nguồn vậy? À, thế ở trên trường học đến unit mấy rồi hả Phong với cả trường? Tùng. Thôi, cô không nghe được gì đâu con ạ. À, chắc con phải chat rồi. Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài chủ đề là Recipes and Eating Habits. Ok, bởi vì mình phải quay lại đúng không? Mình phải nắm chắc các cái chủ điểm từ vựng. Và chúng ta sẽ có rất nhiều nhiều bài tập ngày hôm nay. Ok. Cho nên là chuẩn bị tinh thần nha các cháu ơi. Bạn nhắn gì đây? Ok cô. Lại super idol. Nào, đầu tiên sẽ là cái màn luyện cơ mồm. Ok, luyện cơ mồm nhá. Cho nên là nếu mà các bạn không không ngại thì các bạn có thể bật mic, xong rồi là bật cam để cô nhìn xem là có luyện cơ mồm như thế nào nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ có cái từ đầu tiên là second. Ok. Second. Các bạn nhìn cho cô những cái từ mà nó có chữ O nhá. Thì ở đây thì có ba trường hợp là có ba trường hợp là chữ O thì đều đọc thành O hết đúng không? Second này, welcome, collection. Còn mỗi từ có mỗi từ improve. Improve thì nó đọc thành U. Ok, U. Improve. À, và chúng ta có thể nhìn thấy cho cô nhá. Khi mà nó không rơi trọng âm vào cái từ đấy ấy, cái âm đấy nó không rơi trọng âm ấy thì thường người ta sẽ đọc thành ơ. Còn nếu mà rơi trọng âm thì nó sẽ đọc thành u. Ok, improve. Đấy. Những cái kia nó không rơi trọng âm vào cho nên nó hay đọc thành ơ. Collection này, đó, collection. Welcome, second. Đấy.
chú ý cả trọng âm nhá, phát âm và luyện mồm đọc cả trọng âm cho nó hay nhá. Ok. Tiếp theo là những cái từ mà nó có chữ o tiếp tục, thì ở đây sẽ có ba từ đúng không, là người ta đọc thành a. Ok. Other, colorful, wonderful. Ok, wonderful. Có mỗi từ dolphin thì đọc thành o. Ok, dolphin. Đó. Rồi từ collect này, chú ý cái phát âm của chữ C nhá, chữ C, letter C. Hai từ này thì chữ C đều được phát âm thành cờ. Khi mà phải ra phiên âm thì người ta viết thành chữ K, nhưng mà cái âm của nó nhá, âm của nó là âm cờ. Ok. Không biết các bạn lớp mình thì không biết có ai học kiểu học tiếng Anh từ bé không, nhưng mà nếu mà chúng ta học tiếng Anh từ bé thì chúng ta sẽ biết là người ta học theo cái kiểu gọi là phonics, gọi là kiểu học đánh vần ấy, thì chúng ta sẽ biết hết tất cả các âm trong tiếng Anh, xong rồi cách phát âm của từng cái chữ có nhiều âm khác nhau như thế nào đó. Nếu bạn nào không ngại thì có thể tham gia xem livestream 42 ngày phát âm của P nhá. Ok, học với các em xem tụi nó học phát âm như thế nào nhá. Đó, tại sao chúng ta lại luôn gặp khó khăn trong vấn đề khi làm bài phát âm, bởi vì chúng ta không phát âm tốt, thế thôi đúng không? Collect, cushion. Tiếp theo này, foot, took, cook, look. Ok, thế thì cái chữ u, hai cái chữ o ghép vào nhau ấy, nó hay được phát âm thành u rồi, nhưng mà chúng ta để ý nhá, là từ foot nó là cái âm u dài, tức là long vowel ấy, nguyên âm dài á. Ok, cho nên khi đọc những cái từ này mình sẽ phải kéo dài hơn một chút. Ok, foot đấy, foot. Có những từ kia nó chỉ là u thôi, thì sẽ là took, cook, look. Đó. Fun này, fun. Uncle. Ok. Club. Trong nhà trên đây à? Ở đâu à? Con chỉ lau trên đây thôi, dưới rất lâu. Cô biết là Phong vừa lau nhà rồi. Vừa lau đây. Phong quên tắt mic. Rồi, ok, bạn Phong là boy chăm chỉ cả lớp nha, rất là chăm lau nhà. Ok, đó. Fun, uncle, club. Nhưng mà cái từ aquarium nhá, không phải là không phải là đúng không? Ok, aquarium. Mấy cô lăng lác à? Aquarium này, aquarium nha. Những cái từ kia nhá, fun này, uncle và club thì đều đọc thành a hết đúng không? A. Còn từ cái chỗ cuối là đọc thành ok, aquarium. Tiếp tục một số từ này thì ở đây cũng là chữ C nhá, đúng không? Clever, circus. Clever cũng là cái âm k, nhưng mà chữ từ circus thì chúng ta sẽ đọc thành ok, circus. Đó, circus. Ok, nào các bạn nhìn một lượt đi nha, lát nữa mình sẽ có bài tập phát âm đánh dấu và mình sẽ có bài tập để làm bài trọng âm, bài phát âm. Ok, có ai thắc mắc gì không? Một phút để nhìn slide. Xong chưa? Xong chưa? Hello. Bạn Luân vào rồi đúng không? Nào, giờ các bạn sẽ có 3 phút để chọn đáp án nào. 3 phút. Ai mà không gửi đáp án ở trong chat thì cô sẽ mời đọc hết các từ nha. Ok cô. Ok, rồi chọn đi.
chọn bừa hay là chọn thế nào thì cũng phải chọn nhá. 3 phút bắt đầu. Cả lớp ơi, còn 30 giây để gửi đáp án nhá. Ai không gửi thì đọc hết đấy. Nghe chưa? Nói thế phát là gửi hết ngay đúng không? Tất cả giống nhau ấy. Ok. Trường nữa này. Rồi, thế là Trường là đọc đáp án đúng không? Từ con đang điền, có phải từ từ. Điền gì lâu thế? Chứ có idol nên là phải gửi cuối cùng đúng không? Lâu thế, nhanh lên. 1 2 3. Được rồi. Câu thứ nhất của chúng ta là D đúng không? Improve, thứ hai là C, dolphin, thứ ba là food. Ok, U này nó U dài đúng không? Long vowels. Nguyên âm dài. Tiếp tục. Aquarium và circus. D C A D B. D C A D B, ok. Bạn Luân sai một câu à? Linh sai một câu à? Ok. Bạn Super Idol cũng sai một câu. Thùy Trang đúng hết này. Phong đúng hết, ok. Rồi. Chứ mà cô đọc số đằng trước rồi còn gì nữa? Giờ chỉ có nhớ lại để mà chọn thôi, không nhớ lại. Tiếp. Chúng ta sẽ đến với phần trọng âm. Ok. Trọng âm nha. Thế thì các bạn nhìn cho cô này. Tính từ generous. Trọng âm thứ nhất. Generous. Suspicious. Ok. Suspicious. Constancy. Sympathy. Sympathy. Ok. Acquaintance. Ok. Acquaintance. Unselfish, attraction, humorous, loyalty, success, okay, carefully. K
carefully, okay? Correctly, seriously, personally, excited, interested, okay? Confident, memorable, incapable, sincere, okay? Sincere. Vậy chúng ta chú ý một số từ ở đây, ok? Mà có thể là mình chưa biết. Chắc là hầu hết là không biết thôi, đúng không? Các bạn để ý là thường hầu hết, thường nhá, thường thôi, cô không nói là tất cả. À, những cái từ mà nó có gốc là động từ ấy, tức là nó được sinh ra, đúng không, từ một cái động từ gì đấy, thì thường nó sẽ là trọng âm số 2, đúng không? Ví dụ như là cái từ attraction này, đúng không, động từ của nó là attract, thì cái trọng âm của nó rơi vào cái track này, ok, attract, attraction, attractive, đấy. Cái gốc của nó là attract, động từ hai âm tiết, đúng không? Thì âm tiết là số 2. Thế thì những cái từ được sinh ra từ đấy như là attractive, attraction thì đều là trọng âm số 2 cả. Xong rồi là cái từ acquired này cũng vậy nhá. Cái động từ của người ta là acquired. Thế thì khi mà thêm cái tần sao thì nó sẽ vẫn rơi vào cái acquired thôi. Acquired thôi, đúng không? Acquired. Acquaintance, đó chưa chưa? Hay giống như là từ excite, đó, excited, excite. Còn cái từ mà interest, các bạn nhé, interest, thì thực ra cái gốc của từ interest nó là danh từ nhé, interest là danh từ, xong rồi là sẽ có interesting, interested, đúng không? Thì những cái từ được sinh ra từ đấy, nó vẫn giữ nguyên cái trọng âm là in, rơi vào cái in nhá, không phải rơi vào cái chơ hay là gì đâu, ok? Interesting, interested, interested, ok? Interested, đấy. Còn đâu hầu hết chúng ta phải tự nhớ, ok? Chú ý trọng âm nhá. Được chưa? Các bạn sẽ có một phút để ngắm nghía nào. Không phải là ngắm cô Bình đâu nhá, ngắm từ trên bảng ấy. Ok. Cái này không dễ đúng không? Dễ mà cô, kiến thức cơ bản. Cô nghe nói là Luân được 9,25 à? 29,75 nhỉ? 9,75 điểm. Khi học kỳ à? Đúng rồi cô nói chuẩn đấy, cô ạ. Thế là sai một câu à? Vâng. Em biết một câu nữa được 10. Không biết sai câu nào. Khối đứa được 10 cô ạ. Mình được 10 là được rồi. Cần gì phải quan trọng đúng không? Không phải quan trọng so với người khác làm gì. Nào, các bạn sẽ có 3 phút để chọn đáp án nào. Ok. Ai không gửi đáp án thì đấy, đọc hết cho cô. Được chưa ạ? 1A. Cô bảo gửi đáp án 1A và B cái gì? 1B, A cái gì? Đấy. Các gì được nói nó đã đúng. Suy nghĩ một lúc chứ. 3 phút nhanh lên. Không phải nghĩ. Ông lười thì có. Lười thật quá. Trang à? Thủy Trang gửi nhanh thế.
Còn 1 phút để gửi đáp án nha. À, mới thấy cô Trang gửi cho bạn thôi. Linh đâu? Hai Linh đâu? Linh đâu rồi? Luân Trường Phong chưa ai gửi. Tùng chưa gửi này. Nhanh không mày, cô bắt đọc hết cái bảng vừa nãy bây giờ. Đọc đúng trọng âm thì thôi nhá. Luyện cơ mồm. Ok. Nói vậy phát nó gửi luôn. Còn Luân và Phong nhá, Luân với Phong hai huynh đệ chia nhau đọc hai cái bảng vừa nãy đúng không? Mỗi đứa một bảng. Ok cô. Luân nó gửi rồi, Phong ơi, thế là một mình con đọc. Con gửi nhầm cho tôi. Để con đau nhá. Học với nhau nhà kiểu gì vậy? Rồi, tôi chết mất. Hay lắm. Chắc là lẽ ra phải lau nhà từ sáng hay từ chiều chưa lau chứ gì? Nên bây giờ bố bắt đi lau cái gì? Đúng không? Buổi chiều chơi suốt đây cô. Trời ơi, đấy. Nào. Đáp án của chúng ta, câu 1 là B, câu 2 là D, câu 3 là A, câu 4 là B và câu 5 sẽ là A. Ok, câu 1 thì cái từ suspicious rơi vào số 2, những từ còn lại rơi thứ nhất hết, được chưa? Humorous rơi thứ nhất, còn những từ còn lại rơi số 2. Câu 3 thì loyalty là số 1, được chưa? Chọn thứ nhất. Còn 3 từ kia được chọn số 2 hết. Đấy, success, incapable này. Sincere, ok. Câu số 4 thì chúng ta có từ correctly chọn số 2, còn lại đều là rơi vào thứ nhất, được chưa? Carefully, seriously, personally. Đấy. Câu số 5 thì từ excited rơi số 2, còn lại đều rơi thứ nhất, được chưa? Interested, confident, memorable. Ok. Vậy là xong phần trọng âm nha. Rồi, ông Phong kia đi lau nhà cho nên là tôi tha cho ấy nhá. Nếu không là phải đọc hết cái bảng hồi nãy. Ok, nào chúng ta sẽ ôn lại một chút. Các bạn nào nhớ không nào? Ở đây chúng ta có 20 cụm từ, được chưa? Để nói về những cái thứ vẫn nhớ đúng không? À, gọi là sao nhỉ? Tất cả những cái từ ở trên bảng thì hầu hết đều là từ không đếm được nhé các bạn nhé, danh từ không đếm được. Ok. À không, cô xin lỗi, không phải tất cả đều không đếm được. Nhưng đại khái là mình sẽ có những cái cách nói đúng không, để đo lường đơn vị ấy đúng không? A piece, một miếng, một mẩu. A glass thì là một cốc. A bottle này, đấy, a bowl, a bar. Bar là cái thanh nhá. Ok, thanh. Có dạng thanh đó, ok. A can là cái lon ấy. Lon coca, con lon nước ngọt chẳng hạn. A carton. Carton thì là cái gì? Carton là cái gì? Hộp. Hộp kiểu hộp đóng giấy. Hộp giấy. Hộp giấy ấy. Hộp giấy, được chưa? Hộp giấy và nó đóng thành một cái khối, được chưa? Basket thì là gì? Biết môn basketball không? Vậy basket là cái gì? Là cái giỏ, cái rổ, ok.
Bag thì là cái túi rồi, còn a bunch, bunch là gì? A bunch. Who knows? A bunch thì à đúng rồi, nó giống như kiểu vậy. Bunch thì có thể là một túm hoặc là một nải, đại khái là những cái thứ gì mà nó cứ đứng cạnh nhau và nó liên kết với nhau ấy, kiểu thế, giống như một nải chuối đúng không? Tức là những cái quả chuối đấy nó tạo thành một cái nải chuối đấy. Xong rồi là hoặc là một một cái khóm hoa nhá các bạn nhá, một khóm hoa người ta cũng dùng là a bunch of flowers đấy, một khóm hay là một bó ấy, được chưa? Sau là a slice, slice là cái miếng mỏng đúng không? Một lát thì gì đó, ok, một lát một khoai tây, một lát gì bây giờ, một lát phô mai nhỉ, ok đấy. A pinch, pinch thì là một nhúm nhá, pinch, ok, pinch là cái nhúm, nhúm. A handful, handful tức là một cái nắm tay hoặc là một cái vốc to ấy. A clasp tức là một nhân, một nhánh, sorry, một nhánh ấy, giống như là nhánh tỏi. Đó, a clasp. A spoonful tức là một thìa đầy, một thìa đầy đấy, được chưa? A mug, mug câu số 16 ấy, mug ở đây là cái cốc mà nó to ấy các bạn nhá. Ví dụ của cô Bính ở đây thì nó chỉ gọi là a cup thôi, tại vì nó ngắn, nó lùn. Còn a mug thì nó thường là một cái to hơn, một cốc to mà nó cao và nó có cái tay cầm nhá. Đấy, thường là làm bằng chất liệu kiểu như là nói chung là thường cái đấy là để uống cái đồ nóng ấy. Đấy. À a barrel có 17 nhá. Đây là một cái thùng. Kiểu như thùng rượu, a barrel of wine. A sip. Sip là ngụ. Ok, a sip một ngụ. Ok, a sip. A stick là cái những cái thứ mà nó có cái dạng giống như là một cái que như thế này chẳng hạn ấy, các cái loại rau củ mà nó thành cái que như thế này này, ok. A head thì tức là một cái đầu à, ok. A head dùng trong dùng với các cái loại rau củ giống như là cải bắp hay là cây cải thảo hoặc là súp lơ đấy. A head of broccoli à. Nào, vậy các bạn sẽ có 5 phút nha. Các bạn sẽ có 5 phút. Chúng ta thích chúng ta có thể tra từ điển, tra mạng cũng được. Ok? Miễn là có đáp án để gửi cho cô. 5 minutes. Ok? Và ai mà không gửi đáp án thì đấy lại đọc từ câu 1 đến câu 20 thôi. Ok? Luyện cơ mồm nha. 5 phút cho các bạn. Có thể tra từ điển, tra mạng thoải mái nha. Ai đây? Rồi ôi, viết cái này là làm gì? À, a piece of cake. Trong tiếng Anh, a piece of cake tức là dễ ợt, đúng không? Chắc ý như vậy đấy. Ok. A piece of cake, dễ mà. Ok. Nào, từ câu 2, vậy thì cái bạn này đã giúp chúng ta làm từ câu cái bạn này. Ai đây nhỉ? Phải tra IP mới được. Nguyễn Đức Luân. Ok, bạn Nguyễn Đức Luân đã giúp chúng ta làm câu 1. Bây giờ chúng ta hãy làm từ câu 2 đến câu 20. Được chưa? Ha. 5 phút, nhanh. 30 giây trôi qua rồi. Không có điền tận 6 chỗ mà nó không biết. Đấy, bạn Luân làm hết đi ạ. Đấy, bạn Luân làm hết đi cô. Nó làm nhân lửa rồi. Không. Con làm bạn luôn làm thì các bạn mới phải làm, bạn luôn làm bao nhiêu câu thì các bạn mới phải làm từng đấy thôi, không có ngoại lệ. Xong lau nhà xong rồi chứ gì, không làm bài thì luyện cơ mồm nghe chưa, nhanh đúng rồi, làm cho cô đi. 4 phút, còn 4 phút thôi.
Còn 30 giây để điền đáp án nha cả lớp ơi. Ôi trời ơi. Sao cái bọn này low tech thế nhỉ? Có cái chỗ để gõ chữ cơ mà, cần gì phải vẽ các cháu ơi. Đây này. Tốn thời gian lắm cô ạ. Non. Là tốn thời gian gõ chữ nhanh hơn chứ. Máy con nó bị dở hơi cô ạ. Ok. Khiếp ngồi vẽ vẽ vẽ. Học sinh cấp 1 hay gì? Thôi tôi xóa hết đi cho nhanh. Câu 1 sẽ là a piece of cake này, a glass of apple juice. Thực ra thì cái a glass of đúng không? Chúng ta có thể dùng được rất nhiều từ. Các loại thức uống chúng ta đều có thể dùng a glass of được. Ok. Tiếp tục là a bottle thì cũng thế thôi, tức là những cái a bottle thì là một cái chai, thì tức là chúng ta cũng có thể dùng được với rất nhiều loại nước uống. Cái đóng chai đúng không? A bowl, bowl thì sẽ là cái bát, thì sẽ là a bowl of soup hay là a bowl of noodles, ok. A bar of chocolate, a can of soda, ok. A carton of milk, a basket of fruits, a bunch of grapes, một chùm nho đấy, ok. Cái chùm nho người ta cũng dùng là a bunch. A bag of flour, một túi bột, ok. A slice of bread. A pinch of salt, a handful of beans, a clove of garlic, a spoonful of honey, a mug of coffee. Đấy, như cô bảo từ mug là người ta hay dùng, cái mug nó hay dùng để uống các loại đồ uống nóng. A barrel of wine, thùng rượu, cái thùng đóng, cái thùng gỗ to như này này. A sip of champagne, champagne đúng không? Từ này phải đọc sang lên nhá. Từ này có gốc Pháp. Cho nên chữ chờ có thể bằng chờ. Champagne. Chứ đừng có ai đọc là champagne nhá. A stick of celery. Cái cần tây đúng không nhỉ? Đúng không hả Phụ Luân? Cái cần tây đấy. Và a head of cauliflower. Cauliflower là súp lơ trắng nhá. Còn đâu broccoli là cái súp lơ xanh. Các bạn nha, khác nhau đấy. Cauliflower. Ở đây có bác nào mê MasterChef các thứ không? Nếu mà xem mấy cái đấy thì mình sẽ biết. Vua đầu bếp. Ok. Đó. Rồi vậy thì đó là cái phần danh từ đúng không? Chúng ta có những cái đơn vị đo lường các thứ chúng ta dùng. Tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ nói về các động từ trong nấu ăn đúng không? Còn nhớ không nào? Thứ nhất đầu tiên là cái gì đây? To mix the food very well using the blender. Blender là cái máy xay ấy. Ok, máy xay đấy. Vậy đây là cái hành động là động từ gì đây? Gõ vào chat đi. Không thì nói cho cô cũng được. Ai biết thì nói nào. Biết thì thưa thì thốt. Không biết thì tra từ điển, tra Google. Ok. Câu 1 sẽ là... No, cô có hỏi bức tranh đâu. Cô đang hỏi cái từ cơ mà. Trang ơi, cô đang hỏi từ, không phải hỏi bức tranh. Ôi, con sống quên. Từ này sẽ là từ gì? Nào, tôi đã nói là tiếng Việt rồi còn gì nữa. Lê Kho không biết lên bạn bằng mở Google ra xà. Xay là gì? Mà ở kia mình có cái từ là blender, là máy xay. Thế thì cái từ xay nó sẽ là... Bờ... Blend, ok. Trời ơi, chắc là lười quá không chịu nói đúng không? Câu 2 là gì hả Luân?
rồi tôi không bảo để xa chung không ai khóc đúng không, gọi từng đứa luôn. Luân câu hai là gì? Cut into thin pieces. Into thin pieces. Yeah, slice. Đúng rồi. Câu 3 mời bạn Phong. Move the food with a circular movement. Circular movement. Nhìn cái tay cô đây này. Circular tức là hình tròn đấy các cháu ơi. Mix. No, mix không phải. Ừ. Câu này nó lâu. Cái gì? Blow. Tại blow. Sâu. No. Các bạn ơi nhìn ví dụ đây là cái cốc của cô nhá. Xong rồi cô có cái thìa, cô muối như thế này. Stir. Ok. Stir. Đảo tròn ấy, đảo cho nó thành hình tròn ấy. Nó sẽ khác với cả việc chúng ta mix với nhau đúng không? Mix thì có thể các em dùng tay các em nhúm này như là cũng gọi là mix rồi. Hoặc đơn giản là em đổ cái này vào cái kia thôi. À đổ trà vào sữa hay đổ sữa vào trà đúng không? Cái đổ trà với sữa xong thì chúng ta phải ngoáy lên đúng không? Cho nó đều. Hoặc là stir. Ok, thành cái chuyển động hình tròn. Đấy, stir. Take off the skin. Lột vỏ là gì? Không phải roll đâu. Peel, đúng rồi. Peel. Tiếp. To put two things or more different things together. Cái này mới là gì? Cho hai hoặc nhiều hơn các thứ khác nhau vào với nhau. Mix chính là mix, đúng rồi. Mix đây. Giống như là remix, nhạc remix đây. Đúng không? Cho bolero vào với cả villa house rồi các thứ. Tí nữa cô mở lâu đài thì có cả rap. Đấy gọi là remix. Tiếp nào. Remix là remove the water from something. Làm từ gì? À để ráo đúng không? Đúng rồi. Là từ gì? Nhớ quên không? Quên. The rain. Ok, the rain nha, để cho nó ráo. Đấy. Kiểu như là vớt mì ra một cái rổ để cho nó ráo đi đấy. Drain. Cut into small pieces. Cắt thành các cái mảnh nhỏ. À gọi là gì? Là gì đây? Chop. Ok, đúng rồi, chop. Ok, now. Soak meat in a mixture of spices and seasonings. Seasoning and spices tức là các cái gia vị. Gia vị đấy, để nêm nếm đấy. Vậy thì nhúng thịt đúng không? Nhúng thịt vào một cái hỗn hợp mà có các gia vị, có các gia vị. Thịt tóm lại là gì? Gọi là gì? Tẩm ướp. À có ai nhớ tẩm ướp là gì không? Deep. No. Deep là đúng chấm đúng. Chấm sốt. Dip là nhúng sốt để ăn ấy. Marinate. Ok, chúng ta có từ là marinate. Được chưa? Marinate, đúng rồi. Marinate đây là ướp. Tiếp tục là leave something in water. À, bỏ cái đấy vào nước. Ngâm, đúng không? Ngâm. Chính là từ soak. Ok, soak. Giống như cái từ ở trên này này. To soak meat in này này. Đó tức là để nó vào trong một cái hỗn hợp chẳng là dung dịch đấy gì đó ngâm nước ấy. Ok rồi vậy thì các cái chanh này thì nó quá dễ rồi đúng không, một sẽ là peel, hai là chop đấy. Tóm lại là mình phải nhớ ra cái từ trước, còn đâu cái bức tranh thì nó dễ thôi đấy. Nhìn vào bức tranh thì ta cũng biết rồi. Vâng ạ. Tiếp tục nha. Rồi, đấy là cái phần từ vựng. Vậy thì cái phần từ vựng về đơn vị đo lường đúng không? Các loại đồ ăn, gia vị như thế nào đấy. Xong rồi là động từ khi mà chúng ta nấu ăn, chúng ta có những cái động từ gì. Đấy, nhưng mà phải nhớ nhá. Ok. Và có các bạn có cần phải cô cho chậm lại không hay gì không? Có ai hỏi gì không? Không ạ.
rồi lại là không hỏi. Không hỏi thì tôi hỏi vậy. Ok. Tiếp tục nha. Giờ chúng ta sẽ có cái phần chọn đáp án thôi. Được chưa? Câu 1 sẽ là gì được? What would you like to buy, sir? Tuna. Tuna là cái gì? No. Tuna. Hả? Tuna là gì hả Phong? Không biết à? Cô tưởng tuna là kiên à? Tuna là cá ngừ các bạn ơi, cá ngừ. Tin. À, yes, đúng rồi. A tin of tuna. A tin of a tin, tin nó là cái như kiểu là sao nhỉ? Là cái đóng hộp, đại khái là cái đồ đóng hộp ấy. Mà nó có cái chỗ để sao nhỉ? Nôm na là cái hộp rất là kín ấy, mà người ta phải dùng hẳn đồ để người ta mở hộp nữa, chứ không phải là mình mở được bằng tay bình thường đâu. Không phải, phải có đồ mở hộp luôn ấy. Đấy, nó rất là kín, được chưa? Và nó thường để bảo quản các cái đồ như kiểu là đấy, cá hộp này. Tiếp tục này. Yesterday I saw her carrying a box. No. Packet. Yes, a packet. Packet. Packet là một cái túi. Ok, một cái túi hoặc là một cái như kiểu là dùng cái từ gì bây giờ? Đại khái là siêu thị người ta hay đóng vào một cái túi đấy các em. Mà nó đồng loại với nhau đấy. Packet. Packet thì đóng lại là một cái gói, một cái túi đúng không? Tiếp tục này, if you don't want to go out tonight, you can. You can, đúng rồi, you can stay at home to watch TV. Tiếp, you at least call or send him a message to ask for his permission. Shoot. Thấy at least thì shoot. Chỉ có shoot. Đúng rồi, shoot, chính xác. At least, chính xác. At least là kiểu bạn nên ít nhất là gọi hoặc là nhắn tin, đúng không? Để xin phép nếu mà muốn sử dụng xe của anh ấy. Tiếp tục nè. Most people know that yogurt is very good for kidney. Kidney là gì? Để châu. Để châu. No. Trời ơi, chả biết gì cả. Kidney là thận. Digestion là hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa nha. Psychology là về tâm lý. Ok. Blood circulation là sao nhỉ? Circulation, blood circulation tức là cái huyết áp hoặc là cái đường máu của mình ấy. Đấy, máu, đại khái thế. Thế thì yogurt. B. Yes. Đáp án sẽ là B rồi, chắc chắn rồi. Sữa chua thì tốt cho hệ tiêu hóa, đúng không? Không phải tốt cho thận. Rồi. Câu 6 nè. À, sorry. Các bạn có cần cô chậm lại không? Có từ nào cần ghi không nào? Hay có từ nào cần hỏi không? Thấy cô quay lại rồi đấy. Có mất rồi cô ạ. Hả? Cái gì? Có ai cần hỏi từ gì không? Không ạ. Không có ai trả lời coi như được không cô ạ? Trời ơi cái bọn này. Không biết nó còn thở không nữa. Khánh Linh có hỏi gì không? Không. Ok rồi. Không hỏi gì đến lúc mà nó hỏi. Tiếp tục nha. Câu 6 nào. Excessive intake or a fat excessive tức là nó quá, được chưa? Quá. Vậy thì tức là mình ăn vào ấy, intake ấy tức là cái sự ăn vào, cái sự nạp vào, được chưa? Nạp vào. Khi mà nạp vào nhiều chất béo quá thì sẽ bị làm sao?
Yeah, obesity. Okay. Ăn nhiều chất béo quá thì béo phì. Chứ sao nữa? Còn đâu cái sự sleeplessness. Sleeplessness là sự mất ngủ. Eating disorders. Disorders ở đây tức là bị sao? Rối loạn. Các bạn ơi, order bình thường có nghĩa là trình tự, đúng không? Thì disorder tức là mất trình tự ấy. Đấy, tức là nó bị rối loạn ăn uống ấy. Ok. Cancer thì là ung thư. Ok. Vậy tóm lại mình sẽ chọn là obesity. Câu số 7 nào. Câu số 7 có cái gì nào? Fast food is not a healthy food because it contains a lot of artificial flavors. Ok. Từ artificial nghĩa là gì hả Phong? Đây này. Tinh bột à? Không biết. À, artificial tức là nhân tạo. Chúng ta đều biết AI đúng không? AI là viết tắt của artificial intelligence, trí tuệ nhân tạo đấy. Ok. Các phần mềm chúng ta đang dùng hầu hết đều có chứa trí tuệ nhân tạo, đúng không? Nhận diện khuôn mặt này, nhận diện vân tay này, lọc ra những cái câu. À, hoặc là đấy, nó nghe trộm mình xong rồi nó sẽ phát ra những cái nội dung mình quan tâm đấy. Trí tuệ nhân tạo. Ok. Artificial tức là thuộc về nhân tạo, được chưa? Thế thì thức ăn nhanh không phải là đồ ăn healthy, đúng không? Không phải đồ ăn lành mạnh, bởi vì nó có chứa rất nhiều những cái chất, những cái hương vị. Flavor là hương vị, thì hương vị nhân tạo. Và chất bảo quản. Ok, chất bảo quản trong tiếng Anh là preservative. Ok, preservative. Từ preserve bình thường thì có nghĩa là từ preserve này, động từ đó thì bảo có nghĩa đó. Là bảo tồn, đúng rồi. Yes. Preservation tức là sự bảo tồn, đúng không? Preservative tức là có tính bảo tồn. Và preservative thêm S như thế này có nghĩa là chất bảo quản. Thế có phải là để bảo quản thực phẩm không? À. Bảo quản thực phẩm đấy. Chính là chất bảo quản đấy còn gì. Rồi. À, câu số 8 thì sao nhỉ? À, artificial flavor. Những cái hương vị nhân tạo thì nó được chấm chấm chấm. Làm sao? À, C ạ. À đâu? Từ, mở quá cô. À, mở quá. Ở đây chúng ta có cái từ là gì nhỉ? Mimic. Mimic tức là sao? Bắt chước. Con chả thấy gì, mờ quá. Oh no. Để cô share lại xem có đỡ hơn không. Các bạn khác có thấy mờ không? Mimic. Ở câu 8 chúng ta có từ mimic tức là để bắt chước ấy. Tức là những cái hương vị nhân tạo để làm sao? Là để nó bắt chước cái hương vị giống như của đồ ăn, chẳng hạn như lúc chúng ta ăn cái kẹo dâu ấy, đúng không? Chúng ta thấy có cái mùi dâu, có cái vị dâu, thực ra nó chắc chắn là không, đúng không? Đó. Thì tức là nó vô phỏng cái hương vị đó, khiến cho người ăn người ta cảm giác như ồ, như kiểu đang ăn dâu thật ấy. Đấy, kiểu vậy, được chưa? Câu số 8 này, đáp án của mình nó sẽ là câu D nha. Additives ở đây cũng là danh từ nhá, chất cho thêm vào ấy, kiểu như gọi là phụ gia ấy. Các cái bim bim chúng ta ăn ấy, tức là nó gọi là kiểu như là nó có nguyên liệu toàn là những cái chất phụ gia rồi này kia, đấy chứ gọi là kiểu như thế đấy, những cái chất phụ gia được thiết kế để bắt chước cái hương vị của các nguyên liệu tự nhiên, natural ingredients, đúng không? Đó. Câu 9 là dao, sản phẩm gì đó bao gồm những cái thứ như là sữa chua, phô mai, bơ. Còn là những sản phẩm gì? Cô và artificial là cái gì cô nhỉ? Artificial là nhân tạo. Từ artificial xuất hiện rất nhiều lần trong bài này đúng không? Yes, đúng rồi. Dairy tức là những cái sản phẩm làm từ sữa.
làm từ sữa nhưng không phải là, nhưng không phải tất cả là sữa đúng không? Đúng kiểu như là đấy, bơ thì cũng là làm từ sữa ra đấy, người ta làm thế nào đấy là chế biến ra thành bơ này, thành sữa chua này đó, tức là có nguồn gốc từ sữa. Tiếp theo là flavor gì gì đó, added to our favorite processed food, meals and snack for their better taste. À rồi ôi, hôm nay như kiểu là đang đi nghiên cứu thị trường ấy nhỉ. Ở đây người ta cái câu này nhá, cái câu tả câu 10 ấy cũng là một cái chất gì đó, được chưa, một cái loại chất gì đấy này được cho vào để làm sao đấy khiến cho nó có vị tốt hơn, có vị ngon hơn thôi, tăng gia tăng cái hương vị của nó ấy. Đây này, for their better taste. No, đáp án của chúng ta là cái chất này gọi là chất enhancers. Ok, enhancers. Enhance tức là nhấn mạnh. Nhấn mạnh đấy. Ok, và enhancer tức là những cái chất để làm cho nó cái hương vị để nó gia tăng hơn ấy, giống như là bây giờ cô không biết là thích thế nào. Ôi cô ạ. Đấy, kiểu như là ví dụ là các cái bim bim chúng ta ăn, bim bim cay ấy đúng không? Các cái que cay chúng ta ăn, chúng ta nghĩ là có chất gì? Có phải là có ớt thật không? Không. Màu. Không. Các loại chất để tạo cho cái hương vị nó cay nồng hẳn lên ấy, đấy, kiểu như thế đấy. Nhưng mà sau khi ăn xong ấy, thực ra nó không động lại nhiều. Cho nên các bạn nhá, các bạn mà ăn những cái đồ vặt rất dễ bị nghiện, đúng không? Thực ra nó có động lại gì mấy đâu, bởi vì nó không có đồ thật, không có nguyên liệu thật. Nó chỉ là những cái chất để cho lúc đấy chúng ta ăn và chúng ta cảm thấy cay thế, kiểu thế, đúng không? Gọi là enhancers. Còn đâu các cái từ còn lại nhá, là provider này, là cung cấp này, người cung cấp này, booster tức là cái sự tăng lên nhưng mà nó không dùng với đồ ăn, được chưa? Và supporter là người support, thế thôi. Ok. Rồi, bạn nào hỏi câu gì không nào? Không ạ. Cái đoạn này có rất nhiều từ về đồ ăn đúng không? Các chất này, chất bảo quản, preservative này, chất để thêm vào là additives, chất để tăng mạnh hơn cái hương vị là enhancers. Ok. Cho nên là sau khi đọc những cái bài này về thì ăn bim bim ít thôi nhá. Ăn quay quay ít thôi. Ăn kẹo ít thôi. Đấy. Nào, giờ chúng ta sẽ có một bài tập, chúng ta sẽ phải điền cho cô các cái từ ở đây là may, may, can, could, should. À sao không có could, can này. Can, must, may, may, should. Thế thì có từ nào chúng mình không biết phân biệt hay không hiểu không? Có nè. Từ nào mà em không biết à? Hoặc là em thấy khó khăn kiểu vậy? Em không thấy khó khăn. À, cho cô hỏi cái từ may và từ mai thì khác gì nhau? Chả khác gì nhau. Chính xác. Nhưng mà nhá, khi mà chúng ta viết cái từ mai ấy, thực ra từ mai nó chỉ dùng khi mà mình viết cái câu gián tiếp ấy, nhớ câu gián tiếp không? Wow. Tức là mình phải lùi về cái dạng gọi là cái dạng quá khứ, gọi là cái dạng thôi, được chưa? Dạng quá khứ của các từ, cái động từ khuyết thiếu ấy, như kiểu là can thì thành could, will thì thành would, may thành might. Đó, còn đâu thực tế ra ấy, thì từ may và might nó không khác gì nhau, đều có ý nghĩa là 50-50, kiểu thế đấy. Bạn có thể như này như kia. Đó, 50-50. Còn từ can thì nó sẽ nhấn mạnh hơn về cái gì? Khả năng nhá. Từ can ấy sẽ nói nhiều hơn về khả năng, tức là bạn có khả năng làm cái này làm cái kia chẳng hạn đấy. Còn từ must thì nó mang tính chất là bắt buộc. Ok, thường là những cái thứ mà nó thuộc về quy định đấy là người ta sẽ dùng từ must nha. Đó. Còn từ should thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn từ must. À không phải. Sorry, không phải. Nói chính lại nhầm. Từ should thì là để khuyên nhủ, đúng không? Bạn nên làm thế này, nên thế kia. Hoặc nhiều lúc nó còn mang ý nghĩa là sao? Thể hiện một cái sự... theo sao? Làm sao nhỉ? Nó giống như là quy tắc ứng xử ấy. Kiểu như là đi vào lớp thì con nên, đúng không? Con nên chào cô giáo chứ, đúng không? Đấy. You should say hello to your teacher when you come across her. Khi gặp
chẳng may gặp giáo viên của mình, chúng ta cũng nên chào đấy, tức là cái cách cư xử kiểu thế, nhưng không phải là một cái bắt buộc giống như từ must, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có 4 phút cho phần này nhá. 4 minutes start. Ok. Con hỏi cái này không? Hỏi luôn đi con. Cái if where giờ trong câu gián tiếp thì dùng cho câu hỏi who. If và where giờ thì dùng trong câu hỏi yes no. Do you like cafe? Tức là câu gì? Câu hỏi yes no ấy, tức là cái câu trực tiếp của nó là câu hỏi yes no, thì chúng ta sẽ chuyển về chúng ta hỏi. Chúng ta sẽ thì xuống thì viết xuống là if với where, xong rồi là một câu mệnh đề, tức là chúng ta biến cái câu hỏi thành một câu mệnh đề bình thường. Cô ví dụ nhá, cô hỏi Luân là Luân có thích xem anime không? Ok, I ask. Cô viết tiếng Luân. Anh ra đi cô. Một cái đề tiếng đấy. If he like anime, được chưa? Con đã hiểu chưa? If hoặc là whether. Ok. Cái câu hỏi gốc của cô đúng không? Câu hỏi gốc nó sẽ là gì? Do you like anime? Ok. Còn khi mà chuyển sang đây thì nó sẽ biến thành đó, if hoặc là whether. Ok, câu trực tiếp là như thế này. Mà sao đang làm cái này hỏi cái kia là thế nào nhỉ? Chỉ dùng do it thôi hả cô? Do it rồi cô đúng không? Thì câu hỏi yes no cơ mà. À không, câu hỏi yes no thì bất kỳ thì nào phải có em. Kiểu như là have you ever gone to Hạ Long Bay? Tức là thì nào cũng có câu hỏi yes no. Nhưng mà cô đang nói là if và where, giờ em phải dùng với cái dạng là câu hỏi yes no thôi. Hiểu chưa? Hiểu không? Who, where thì dùng nào cô? Đó, lại quên à? Ok cô. Đang học nó lại hỏi sang cái gì ấy? Khi mà có where, khi mà có từ để hỏi nhá, thì em sẽ tương tự như câu trên, nhưng mà em sẽ dùng từ để hỏi thay cho if và whether. Nào, I ask Luân, what kind of film he liked? Được chưa? Đây này, câu gốc của cô nó sẽ là what film do you like, đúng không? Nhỉ, sao con lại quên nhỉ? Nghe đơn giản mà. Hôm trước thì em gặp mấy câu này đi mày. Hóa đó, định nó... xong rồi. Vấn đề nó là dạng câu hỏi nào và chúng ta sẽ dùng thế nào, đúng không? Thì câu hỏi yes no cứ nhớ là dùng if whether, còn câu hỏi có từ để hỏi thì em dùng luôn từ để hỏi, còn phía sau em biến thành mệnh đề khẳng định, được chưa? Xong. Rồi, tôi thấy một vài câu trả lời trong đây rồi. Nó vừa được điểm cao xong rồi là nó lú đúng không? Bamboo giờ trọng âm rơi thứ hai của cô hay thứ nhất của cô? Thứ hai. Famous là thứ nhất hả cô? Cái gì? Famous thứ hai. Cái gì? Cô chẳng nghe rõ từ nào. Remote á? Bamboo của ạ. Bamboo là tre cô. Bamboo thì số 2, nhưng mà cái từ sau em hỏi là từ nào? Famous là cô. Famous. Một. Nổi tiếng á? Vâng, trọng âm thứ mấy ạ? Một đúng không cô? Thứ nhất. Đấy, thứ nhất, một rồi. Hình như Phong sai rồi. Thôi, lại hỏi linh tinh rồi. Sai đâu mà sai, trường sai mà. Trường sai mà. Nào, chữa bài nào. Hỏi chấm sai cái gì? Cái câu bam, cái câu bamboo ấy. Đấy, cái lúc đến thi ấy. Gửi câu đấy. Thôi. Ok, cái mấy cái đứa này, cứ cho ra ngoài bây giờ. Thật. Cứ hỏi ra ngoài nha. Hỏi gì thì nhắn tin cho nhau đi. Ảnh hưởng đến các bạn nhá.
Câu thứ nhất nó phải là must. Tại vì sao? Nếu mà bạn không làm như thế, không làm như thế thì sẽ không được, đúng không? If you don't want to miss the last bus, you must go to the bus stop. Nếu mà không đến bên ngay bây giờ thì sẽ lỡ. Còn lâu cái shoot thì để là khuyên thôi. Ok. Cái từ must ở đây nó nhấn mạnh vào cái tính chất làm sao bắt buộc đấy. Bắt buộc phải như thế, nếu không thì sẽ lỡ xe buýt ấy. Đấy. Cho nên là sẽ không dùng từ shoot nó sẽ không hợp lý bằng. Tiếp theo là câu 2 thì sẽ là shoot, đúng không? If you don't feel well enough, you should stay. Thì vậy, câu này là để khuyên giải, khuyên bảo người ta rồi. Bạn không khỏe thì bạn nên về nhà đi, đúng không? Chứ không bắt buộc là bạn phải. Ok? Câu sau sẽ là you should nè. Không nên mua, đúng không? Câu 3, câu 4 thì sẽ là must. Tại vì sao, đằng trước là gì nhỉ? My parents are very strict. Tôi, đấy, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Tôi phải bắt buộc, đúng không? Tôi phải hỏi xin phép nếu mà muốn đi ra ngoài. Đấy. Quá. Câu số 5. You can, ok. Cái khả năng, đúng không? Nếu mà mày đã làm bài tập xong rồi thì mày có thể xem phim. Đấy, sau phải chơi game. Đó, trong một tiếng. Bố mẹ hay bảo thế, đúng không? Hay bố mẹ bảo học tiếp. Câu số 6 thì sẽ là may hoặc mai, ok. If you want your drink to be cooler, you may or you might need to add some more ice. You should này. Câu 7 thì sẽ là you should call, ok. Câu 8 thì sẽ là may và might. Tức dùng như nào? Cái từ may và might thì trong nhiều trường hợp. Hả? Tức dùng như nào ạ? Từ nào á? Should á? Vâng, dùng như nào ạ? Ôi giời ơi. Một là khuyên bảo. Được chưa? Khuyên bảo thôi. À, và hai trường hợp số 2 tức là kiểu như là mình thấy hối hận một cái việc gì đấy ấy. Tôi lẽ ra lên học chăm hơn. I should have learned harder. Ok. Should have cộng với cả phân thứ hai đấy. Cái gì? Khuyên cả gì cô? Khuyên bảo hoặc là thấy hối hận về vấn đề gì đó. Ok cô. À, từ should nhá, nó còn có thể dùng chắc các câu để dự đoán nữa cơ. Vâng ạ, cái em biết rồi ạ. À, biết rồi cái gì? Ok. Đó là nào? Modal verb trong tiếng Anh ấy, khó dùng lắm. Cô nói thật. Nếu mà để dùng một cách kiểu cặn kẽ và nó chính xác ấy, thì khó. Được chưa các bạn ơi? Hôm nay hỏi gì không? Không ạ, nghỉ 5 phút thôi. Sắp hết giờ rồi còn nghỉ. Ok, được rồi, hôm nay chắc là phải học tăng ca rồi các cháu ạ. Nghỉ 5 phút. À, xem cái gì? Lâu đài tình ái quá nhá. Lâu đài tình ái. Tôi còn đuổi. Mở cái gì nhỉ? Phong ơi, mở bài gì Phong? Gì cơ? Phong nhắn gì cơ? Payphone cô ơi. Payphone. Rồi, payphone. Cái bài từ đời nào rồi vẫn nghe. Cô mở cái Lofi cơ. Cô mở cái bản Lofi ấy. Cô mở Lofi. Lofi. Người ta đọc là Lofi. Lofi phải Lofi nha bạn ơi. Học tiếng Anh mà đọc là Lofi. Tiếng Anh thế đấy. Thế đấy. Con quen rồi. Đây hả? My job is to make college easier because students have a lot on their plates. Like Harper, an econ major. If happy ever after did exist, I would still be holding on to this. All those fairy tales of love. Em muốn nghe cái bản nào? Được chưa?
money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell that I'm ballin'. Swish, what a shame, coulda got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you coulda saw. But sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wish I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm out of place, I'm trying to call. Lazada 11 tháng 11, một ngày sale to, tặng bạn mới 85.000 đơn hàng đầu tiên, hàng ngàn deal hot, giảm. Amen. Thôi nha, mình quay lại nha. Hello. Điểm danh nào. Luân. Không có. Trường. Có. Phong. Trang. Ôi, cô bảo Tùng bật đích lên đi cô. Học chắc cũng được 2 tháng rồi đấy. Trang ơi. Diệu Linh. Em đây cô. Ok. Khánh Linh. Còn ai không nhỉ? Hết rồi. Tùng em đây rồi. Nào, giờ chúng ta sẽ có cái phần là word formation, ok, tạo ra từ, ok. Thực ra không phải là tạo ra từ mà là nghĩ ra từ để điền vào đây cho hợp lý, đúng không? Mà mình sẽ phải chia cái dạng của cái từ ở bên kia kìa, ok, ở bên tay phải của cô đấy, đúng không? Bên phải này. Thì cô một cái miếng thịt lợn, nó làm sao đấy mà cô ta từ chối ăn, cô ta không muốn ăn, cô ta sợ bị đau bụng, vậy là từ gì hả Phong? Đấy, Phong đưa tay này, trả lời đi em. Kisame trả lời đi. Cái gì ạ? Một là gì? Hay không? Cúc hay là cúc để em đi. Nhưng mà vấn không, đề không, là không. Cái này cookie. No. À cái miếng lợn. Miếng thịt lợn được nợ. Từ cúc ở trong ẩm thực thì làm sao? Ở trong ẩm thực ấy thì chúng ta sẽ có cái từ là ăn được cúc. Nấu chưa tí chưa chín. Được chưa? Ăn được cúc. Trên bảng cô đây này, tức là nếu mà các bạn mà bạn nào mà xem các show đấy nấu ăn đúng không, thì sẽ có well cooked, tức là nấu kỹ một chút, under cooked tức là chưa chín, và thường là người ta rất kỹ đúng không, tại vì chưa chín thì nó sẽ không tốt rồi. Các bạn nhớ nhá là under cooked và rare, medium rare các thứ là khác nhau đấy nhá. Vâng ạ. Ok đấy. Overcook nữa là nấu kỹ quá đến nỗi mà kiểu như là cháy anh than này. Đấy, được chưa? Thì đấy, có overcook, undercook này, well cook, được chưa? Câu số 2, inspire is
inspire of his gì gì đó. Ê, không sai đâu được. Cái gì? À, không có gì đâu ạ. Chắc... Danh từ của hungry là gì? Hunger, đúng rồi Trang. Yes, rất tốt. Cơn đói, hunger, cơn đói, ok. Dù đói nhưng mà anh ta vẫn không quan tâm. Ok, ignore. All the delicious food. The delicious food. Câu số 3 thì sao? Eating a lot of fast food can do ... to your health. Do gì nhỉ? Từ harm. Ok, chúng ta có được. Chúng ta có cái cụm từ là do harm nhá. Do harm to your health. Có hại, được chưa? Câu số 4 là Jenny is feeling sick. She thinks that she is having a problem with her. Hệ tiêu hóa vừa nãy mình học là gì Luân nhớ không? Digest gì nhỉ? Digestion. Ok, đúng rồi bạn Trang. Digestion, hệ tiêu hóa. Đó. Cô ấy thấy có vấn đề với hệ tiêu hóa của mình. Và câu số 5. Nhớ cái bệnh này không? Rối loạn tiêu hóa nhỉ? Rối loạn tiêu hóa mà không được chữa trị đấy, without being treated, đúng không? Rối loạn tiêu hóa mà không được chữa trị thì sẽ gây ra một số vấn đề về lâu về dài cho sức khỏe của bạn. Đấy, long term problems, tức là những cái vấn đề về lâu về dài ấy. Kiểu như là sẽ phải chịu đựng cái căn bệnh nào đấy rất lâu. Đó, ok. Vậy thì chúng ta sẽ có từ gì? Rối loạn eating disorder. Các bạn ơi, eating disorders nha, rối loạn ăn uống kiểu tiếp nào. Nào, chúng ta sẽ khoanh cho cô các lỗi ở đây nha. Con chả thấy gì. Không thấy gì luôn. Các bạn còn lại có thấy không? Diệu Linh thấy không? Em thấy bị mờ. Hay à. Để cô share lại. Rõ hơn không? Một tí cơ ạ. Một tí. Nào bạn ơi, chọn lỗi cho cô đi. Có thể vẽ lên màn hình cũng được. Ok cô.
Ok, cô thấy làm được 3 câu. Cô sẽ chữa dần nhé. Câu 1 là B rồi. Chúng ta sẽ chuyển nó thành gì nhỉ? Don't have breakfast in the morning, you should not be able to study. Phải là gì? You cannot, đúng không? Cannot be able to, đúng không? Không phải là you should not. Tiếp theo là D, chính xác. Ok. I don't like eating something overcooked, so I will ask the chef to cook another piece of beef. Sẽ không phải là another piece mà là another gì đó nhỉ? Ok, another slice, đúng không? Chúng ta biết là người ta ăn ăn cái món steak, bít tết đấy, thì người ta sẽ có một cái miếng to như này đúng không? Đấy, xong người ta nấu, đó thì gọi là Tiếp theo là câu 3 nó sẽ là sai ở D nhá. Ở đây chúng ta có cái đằng trước là some gloves of garlic. Đấy, mẹ tôi cần một vài củ tỏi, đúng không? Thế thì mình phải đi mua chúng, chứ không phải là mua nó. Ok, buy them, không phải buy it. Câu số 4 thì sẽ là chop them in half, không phải in a half. Ok, và câu số 5 này, if you can cook, phải là can, đúng không? Nếu mà bạn có thể nấu đồ ăn thì thì ăn cái món cereal and a bottle of milk, cái món mà gọi là gì, ngũ cốc ấy, nó đổ đổ sữa vào để ăn đấy, đổ sữa cùng vào cùng với ngũ cốc để ăn đấy. Đấy là một cái bữa ăn rất là nhanh và tiện lợi, nhưng mà đấy là trong là mình không biết nấu ăn hoặc là mình không nấu ăn được, đúng không? Nhưng mà thì cho nên là sẽ không thể nói là you can cook được, nói là you can't. Nếu mà không nấu ăn được thì mình ăn cái kia, đúng không? Rồi. Next. Có ai hỏi gì không? Không ạ. Được rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều cho nên là chắc là khó làm được bài đọc này. Không sao, hôm nay chúng ta học quá 10 phút được mà. Tại thế cô. Thì đoạn đầu mất mấy phút này, xong rồi đoạn giữa mất mấy phút này. Đây. Rồi. Nào, bài đọc này là bài đọc về detox, ok. Why? Why detox? Your body can accumulate toxins. Toxin ở đây tức là những cái chất độc vậy. Ok. Cơ thể của bạn có thể tích tụ. Ok. Cơ thể của bạn có thể tích tụ các chất độc trong cơ thể. Accumulate tức là tích tụ nha. Toxin tức là các chất độc trong rất nhiều năm. Without complaining. But eventually when your organs and vital systems, tức là sao? Tuy nhiên khi mà những cái bộ phận cơ thể đấy, organ tức là các cái bộ phận đấy, như kiểu là gan, thận, ruột, các thứ đúng không? And vital tức là quan trọng, ok? Các cái chức năng, các cái cơ quan quan trọng, các cái hệ thống quan trọng đấy, nó không thể nào tải nổi nữa, đúng không? Cope ở đây tức là cái tải quyết. Nó không chịu được ấy. Đúng không? Tức là cơ thể của mình nó có thể chịu được chất độc trong nhiều năm mà không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên nếu mà lâu quá, đúng không? Nhiều chất độc quá thì nó sẽ không thể nào mà đến khi nó không thể chịu được ấy, nó không giải quyết được cái đấy. No longer nha, no longer cope. The body starts to rebel, rebel ý là nổi loạn, ok? Cơ thể bắt đầu nổi loạn. Và tại thời điểm đó, ok, it is at this point of personal overload, đấy không chịu nổi nữa đúng không? Thì bạn sẽ bị làm sao? Phải
lúc đó bạn sẽ trải qua, bạn sẽ phải chịu đựng, ok, experience, bạn sẽ trải qua, bạn sẽ có những cái căn bệnh, ok, experience disease, đấy. This is when you cannot ignore the warning, the warning signs any longer. Và đấy chính là cái lúc mà bạn không thể bỏ qua những cái dấu hiệu cảnh báo nữa, đúng không? What starts out as frequent coughs and colds or regular headaches, okay? Vậy những cái dấu hiệu đấy nó sẽ bắt đầu từ cái việc là sao? Hay ho hơn này, hay ho, đúng không? Frequent coughs, hay bị ho hơn, hay bị cảm hơn, hay bị đau đầu, ok, đau đầu kiểu thường xuyên ấy, regular mà, regular headaches. If pay no attention, chúng ta có cái cụm từ là pay attention, đúng không? Đấy. Nếu mà bạn không chú ý, được chưa? Thì nó có thể tạo ra những cái ở đây người ta dùng cái từ là complain, tức là sao cơ thể như kiểu đang phàn nàn ấy, giống như là một cái cỗ máy ấy, đúng không? Can progress to a louder, more serious complaint. Kiểu như là nó như là một cái người công nhân ấy, phải làm việc quá nhiều ấy, thì nó sẽ đình công, nó sẽ phàn nàn về những cái này cái kia và sẽ phàn nàn một cách nghiêm trọng hơn, đúng không? Đó. Or and perhaps now you have developed high blood pressure. Đấy. Hoặc nếu không thì bây giờ bạn đang bị làm sao? Huyết áp cao. Đấy, develop high blood pressure. Huyết áp cao này. Cholesterol, lượng cholesterol cao, high cholesterol. Arthritis. Tôi không nhớ cái bệnh này là bệnh gì nhỉ? Còn diabetes thì là bệnh tiểu đường. Diabetes đằng sau ấy là tiểu đường, còn cái arthritis cô không nhớ. Chắc phải tra lại. Arthritis à, chứng viêm khớp. Đấy. Mạch mà huyết áp cao này, cholesterol cao này, viêm khớp này, tiểu đường này, đấy. Cho nên là khi mà chúng ta đến một độ tuổi nào đấy thì cơ thể nó bắt đầu kiểu yếu yếu đi, đúng không? Nó bắt đầu kiểu hay bị ốm hơn, hay bị đau người, mỏi người hơn. Đó, lúc đó là hết quẩy. Ok. There are so many ways our body can become overloaded. Đấy, có rất nhiều cách hoặc là nhiều nguyên nhân, đúng không? Khiến cho cơ thể của mình bị overload. Đó, toxins can accumulate through what we eat and drink, the air we breathe, what we put on our skin. Đó, thì các cái chất độc nó sẽ tích tụ qua những cái cách là qua cái đường gì đây? Ăn uống là chính, đúng không? Sau đấy là không khí mình hít thở vào này, nó cũng sẽ tích tụ, đúng không? Những cái chất độc trong không khí. Rồi thì những cái thứ mình bôi, mình cho lên da, lên mặt, đấy. Kiểu như là nếu mà dùng quá nhiều những loại mỹ phẩm mà không rõ nguồn gốc nữa thì có thể là tẹo nhanh hơn, đúng không? Rồi even by the way we think. Các bạn ơi, cái này rất quan trọng, đúng không? Ăn uống là một này, hít thở này, bôi lên da này, lại còn cả cái cách mình nghĩ nữa. Với tức là bạn nào mà hay có những cái suy nghĩ tiêu cực, the way we think đây nè. Bạn nào mà hay suy nghĩ tiêu cực hay toxic với bạn bè chẳng hạn, đấy là cũng sẽ tích tụ chất độc trong cơ thể, đúng không? Ở trường em Phong, đứa nào tích tụ nhiều nhất trong nhóm mình nào? Luân à? Luân à? Luân. Tại nói thế cô thấy Luân nó lần Luân nó nice mà, có gì đâu. À, bà ấy đang phản hơi kém. Đấy các bạn ơi, cho nên là chúng ta, nếu mà chúng ta kiểu đấy hay tỏ ra tức giận này, hay tỏ ra buồn phiền ấy, là cái tuổi thọ của mình nó cũng ngắn lại đấy, không phải là chuyện đùa, đúng không? Có rất là nhiều cái nghiên cứu đã nói chứng minh rồi. Ok, vẫn cẩn thận lên rồi nha, sẽ rủa bạn thế nào. Although the human body is designed to eliminate, các bạn ơi, chúng ta có từ eliminate tức là loại bỏ. Ok, cho dù cơ thể đã được thiết kế, đấy, cơ thể được thiết kế để loại bỏ cái gì gì đấy, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ là cái từ toxin đấy.
Ok. Toxin, chất độc, toxin. Không phải toxic. Ok. Đấy. Thì được cơ thể là được thiết kế để loại bỏ những chất độc. Và nó rất có thể nhanh chóng trở lại bình thường, clock up, được chưa? Tức là nó trở lại hoạt động như bình thường đấy. Khiến cho những cái chất độc làm sao? Leading the two toxins becoming stored in the cells and joints. Tuy nhiên thì những cái chất độc đấy nó vẫn sẽ bị sẽ trữ lại ở trong các cái tế bào, ở trong những cái khớp nối ấy. Joints đây là những cái khớp nối này. Cho nên là đến một độ tuổi nào đấy, người già hay là người lớn tuổi ấy, là hay bị làm sao? Thoát vị đĩa đệm này, thoái hóa đốt sống này, kiểu vậy, đúng không? Ông bảo chúng ta hay bị á, là bởi vì như thế, nó không thể tránh được. Kiểu như người ta không thể khỏe mạnh mãi các bạn ạ. Ok, đó. Rồi. Và ultimately, đến cuối cùng thì làm sao? Cái sự cắt giảm, ok, cái này nó sẽ giảm đi. This reduces the body's ability to function. Tức là đến cuối cùng thì làm sao? Những cái chất độc này nó sẽ khiến cho cơ thể nó bị chức năng của cơ thể nó bị giảm, đúng không? À. Và kể cả là cái chức năng ấy tự heal là sao nhỉ? Tự chữa lành ấy, tức là cơ thể mình có cái chức năng tự chữa lành được, nhưng mà nó sẽ bị chậm đi rất nhiều rồi, bởi vì chúng ta nhiều chất độc trong cơ thể quá rồi. Đó. Uầy gì? Ảo ma cái gì? Đấy là sinh học đó. Now, the process of a well-managed fasting and detoxification program. Ok. À, tức là sao? Vậy thì khi mà chúng ta có một cái quy trình ấy, mà mình có thể thải ra các chất độc đấy, hoặc là mình đấy detox cho cơ thể của mình nó tốt hơn, thì làm sao? Đó sẽ giúp cho cái quá trình ấy, nói chung, have to release and eliminate unwanted, tức là không mong muốn, đúng không? Đấy. Tức là mình sẽ giúp cho mình có một cái quy trình thì mình sẽ thải ra những cái chất độc không mong muốn này trong một cái cách, theo một cái cách an toàn nhé các bạn nhé. In a safe way, detox supports and allow the body to heal itself. Fasting is nature's medicine. Fasting là cái gì nhỉ? Quên rồi. Anyone help me? Chỗ nào quên nhỉ? Đây này. Fasting is nature's medicine. Từ fasting ở đây có nghĩa là I don't know. Đây nó bảo là nhịn ăn mà. No, chắc không phải nhịn ăn đâu chứ. Ok. Nói chung là đây là một cái quá trình gì đấy mà nó đây là thuốc tự nhiên cho cơ thể. Ok. Cleansing and repairing at deep cellular level. À, tức là mình kiểu như mình dọn sạch cơ thể của mình ấy. Dọn, cleansing cho vì làm sạch và chữa, đúng không? Repairing ở cái cấp độ tế bào. Ok. Đấy, thế thì nó sẽ có một cái kết quả, đúng không? Và những cái vấn đề về sức khỏe, ok, unrelated health problems often disappear for good. Disappear for good tức là for good có thể hiểu như kiểu là đi ra đi mãi mãi, ok, mãi, forever. Đó. Đó, tức là thỉnh thoảng chúng ta phải có những cái cách để detox cơ thể. Thực ra là sao nhỉ? Cái việc mà mình tập thể dục ấy, mình vận động ấy, nó cũng là một cách để thải ra các chất độc. Chúng ta cũng biết là cái tuyến mồ hôi của cơ thể mình là nó có thể đưa những cái chất độc ra ngoài, đúng không? Đấy, đúng thì cái việc
cái việc mà các bạn mà vận động ấy và chúng ta đổ mồ hôi đấy, đấy chính là một cách để detox và nó rất là an toàn. Cho nên là rất là nhiều nhà khoa học là khuyên mình chúng ta nên vận động nhiều hơn, đúng không? Vận động trí tuệ cũng được. Vận động cơ thể, vận động về vật lý. Đó, được chưa? Đấy. Vậy là hôm nay chúng ta đọc một cái bài về sức khỏe và thực ra là toàn tôi dịch cho chứ các cháu phải làm gì đâu. Không biết đến bây giờ chúng nó mới có thể dịch lại cho tôi nghe nữa. Ok. Hết thời. Rồi, 9:38 rồi. Ok, vậy thì rồi hết thời gian, hết giờ học. Cô sẽ gửi bài tập về nhà. Nhớ làm rồi thì sao nhỉ? Nhớ gửi điểm cho cô nhá. Ok, bye bye. Good night. Con chào cô. Bye bye cả lớp.